Người lười, ở dơ. Nữ thì ít ở dơ lắm, không ai dơ đâu. Em thấy phụ nữ bây giờ cũng ở dơ nhiều lắm. Không có là nhầy. Có không? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Xin mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Như Quỳnh. Năm nay em 25 tuổi. Hiện thì em đang là kiểm nghiệm viên, làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm thuộc Sở Khoa học Công nghệ thành phố. Quê của em thì ở Gia Lai. Và em học tập và sinh sống ở thành phố này thì đến nay cũng được 7 năm rồi. Em kiểm định là kiểm định gì? Dạ, trách nhiệm chính của em là kiểm nghiệm dư lượng thuốc thú y, dư lượng kháng sinh ở trong thực phẩm, trong rau củ quả, trong thịt hoặc thủy hải sản. Cái này giờ quan trọng lắm đó nha. Rồi. Đang trong một điểm nóng về an toàn vệ sinh thực phẩm thì dạ, nhiệm vụ của bạn rất là quan trọng. Mình mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Nguyễn Hữu Lý, 30 tuổi, công tác tại công ty môi trường công nghệ Công Thành. Em làm tại bộ phận tổ chức nhân sự. Em cũng đến từ Gia Lai. Gia Lai luôn. Ồ. Vậy là đồng hương ha, chúc mừng cái đi. Một bạn làm bên môi trường, một bạn là kiểm định về môi trường. Cái này cũng có thể có phù hợp. Bạn nam vào đây lâu chưa? Đôi khi nó xảy ra căng thẳng, mâu thuẫn nha. Dạ, em vào đây được 10 năm rồi ạ. Rồi, mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, em nói về điểm mạnh của em trước. Tại điểm yếu mà kể thì hơi nhiều. Em tự nhận thấy mình là một người khá là hòa đồng, ham học hỏi. Về nữ công gia chánh thì nói chung là cái gì em cũng biết một chút chút. Cái gì không biết thì em sẽ học để biết. Rồi, điểm yếu dài dài. Có lẽ điểm yếu lớn nhất mà em tự cảm thấy ở bản thân mình đó là em hơi nóng tính. Thì cái gì mà em cảm thấy không thích hợp, không đồng quan điểm, mình sẽ đấu tranh bảo vệ cái chính kiến của mình. Cho nên thì đôi lúc thì cũng hơi thô lỗ một chút xíu. Thật ra bảo vệ chính kiến của mình thì tốt, để mình lựa lời mình nói sao để mình không mất lòng nhau khi mình vẫn giữ được cái quan niệm của mình thôi. Nhưng mà bạn lý do tại sao bạn lại đến với chương trình ngày hôm nay? Cái môi trường trong công ty em thì cũng là các anh chị đã phần lớn đã có gia đình hết rồi. Đi làm xong rồi buổi tối về thì em đang còn học. Em hiện tại em đang học thạc sĩ. Sao học hoài vậy, lấy chồng đi. Dạ tại vì em có tham vọng trong cuộc sống mà chị. Giờ lấy chồng, chồng cũng cho đi học nữa rồi sao? Bắt ở nhà nữ công gia chánh rồi đẻ con nuôi con thì tính sao? Cũng do vậy cho nên là em cũng không tìm được người phù hợp với em từ trước đến giờ đó. Rồi bạn gái giờ đi học hoài rồi bạn trai có cho không? Là ủng hộ anh. Em ủng hộ đúng không? Em chở đi học luôn. Em chở bạn ấy đi học được. Bạn nam thì sao? Tại sao không tự tìm được bạn gái cho mình? Trước đây em cũng ham chơi, cái thứ hai là em cũng khó. Tư tưởng của em thì không bao giờ yêu người trong công ty cả. Ăn chơi gì bạn? Em ham vui á chị, em dành thời gian cho bạn bè thân nhiều hơn. Bạn bè đồng nghiệp đi nhậu nhiều hơn là có một người bạn gái. Bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chắc là em cũng không nhớ. Trước đây chỉ là những cái mối quan hệ nó bắt đầu tìm hiểu hoặc là đi sâu hơn thì cảm thấy không phù hợp thì thôi. Bạn có một mối tình nào sâu sắc chưa? Hồi cấp 3 em yêu đơn phương thôi. Trời ơi, quen kia tùm lum mà không đâu đâu hết vậy trời. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Thích thì có thích một hai bạn, nhưng mà những cái bạn mà em thích thì không có thích em, còn những người mà thích em thì em lại cảm thấy không coi như là mới vờn qua vờn lại thôi chứ chưa có mối tình chính thức đúng không? Yeah. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong người bạn trai của em phải là một người chín chắn, có mục tiêu, có hoài bão cho cuộc sống. Điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích nhất là người mà không được mạnh mẽ cho lắm. Thứ hai là em không thích người hay ghen. Bạn trai có ghen không? Em ăn ớt nhiều mà em không có ghen chị ơi. Thiệt không? Chưa có mối tình nào, chưa biết ghen hay không đâu. Em tìm cho mình một người phụ nữ thế nào để có thể hợp với mình? Em nghĩ là bạn ấy phải là người sống cũng có nguyên tắc cho bản thân, có những cái mục tiêu của riêng họ, tức họ sống có lý tưởng. Về bạn ấy thì có lẽ là gọn gàng, sạch sẽ. Em không thích người lười, ở dơ. Phụ nữ thì ít ở dơ lắm, không ai dơ đâu. Thì đàn ông thì có thể ở dơ, phụ nữ không ở dơ đâu, yên tâm đi. Em thấy phụ nữ bây giờ cũng ở dơ nhiều lắm. Không có là nhầy. Có không? Không. Thì câu này nghe sốc quá. Nói sao nói lại nghe. Tức là em thấy các bạn nữ ấy, bây giờ đi ra ngoài đường ấy thì các bạn rất chi là đẹp, rất chi là xinh, nhưng mà tuy nhiên về nhà hoặc là về phòng các bạn ấy thì lại không được như khi các bạn ra đường. Sao em biết? Trước đây thì em có thuê một căn nhà nguyên căn, em share lại cho các bạn sinh viên để thuê á. Em suốt ngày phải đi sửa cống rồi nước rồi. Đúng rồi, mấy cái đó mình phải sửa chứ, nữ người ta sao ta sửa nữ được. Nữ người ta xài, ta đâu có biết sửa đâu. Không, nhưng mà ý là qua đấy thì em mới nhìn thấy là xả xuống nuôi cống tùm lum bây giờ. Mấy người nào ở ngoài đường càng đẹp về nhà càng dơ. Dạ. Càng sạch về nhà càng dơ. Đó là em cần cần. Này không có nha, này tôi
Không, tuy nhiên là nó không phải mặc định cái tư tưởng như thế. Không có đâu. Chị lúc nào ngoài đường cũng đẹp nè. Dạ. Lúc nào cũng sạch nè. Tại vì là chị lớn tuổi rồi. Ồ, vậy lớn tuổi không có dơ mà trẻ tuổi là dơ. Ủa, bạn đang khen tôi hay đang chê tôi vậy? Tự chị nghĩ thôi. Hay quá ha. Bạn dơ hay bạn sạch? Em nghĩ em sạch, em gọn gàng. Có tật xấu gì không? Em nhiều. Ví dụ? Em đặc biệt sợ rắn. Em ghét rắn. Dán vô nhà mới vào. Em không biết nhưng mà em ghét. Còn gì nữa không? Tật xấu gì nữa không? Game online thì em lại không biết chơi. Em chủ yếu biết đào vàng với bắn vịt. Mặt gian dễ sợ. Không hiểu thấy, sao em thấy bà Mai sao? Nhìn da lắm mà chị. Như nãy em nó hơi già. Lớn tuổi không? Lớn tuổi. Lớn là già chứ còn gì nữa. Cây cao bóng cả mới già. Để xem coi đàn gái thế nào nha. Wow, chào em. Dạ. À, một nụ cười rất là tươi ha. Anh thấy anh này như thế nào? Sao em thấy anh ham chơi quá à? Không, không ham chơi. Chơi vui tí thôi. Anh đang làm việc. Anh làm cái công việc nhân sự là rất là chững chạc nha. Rất là khó tính nữa đó. Ồ, khó tính mà em cũng khó tính nữa. Hai người khó tính không biết sao. Không, em không khó tính đâu. Nhìn thấy em không khó tính đâu. Nãy giờ em đánh giá qua câu chuyện nãy á, em thấy em lên đây chín chắn không? Dạ có. Có khát vọng không? Dạ có. Có nguyên tắc không? Dạ có đó, luôn. Vậy là vậy được rồi. Vậy là ổn rồi. Những lúc rảnh rỗi thì em hay làm gì? Sở thích của em là gì? Em có nhiều sở thích nhỏ nhỏ của con gái lắm chị. Thêu thùa may vá. Rồi vẽ tranh. Em cũng có học đàn. Sở thích nhỏ nhỏ là gì? Sở thích lớn lớn? Dạ, sở thích lớn lớn thì em rất là thích hoa. Lúc thời gian rảnh thì em cắm hoa để cho tâm hồn mình thoải mái, thư giãn sau khi mà mình học tập căng thẳng như chị. Ngoài ra thì em cũng thích nghiên cứu về mấy cái loại độc dược, hóa chất. Những cái nguồn thực phẩm, những cái nguồn thực vật hay là động vật tự nhiên mà nó có các cái chất độc luôn. Để chi? Thứ nhất là mình để mình phòng tránh cho bản thân. Tại em cũng hay thích đi du lịch khám phá. Thế nhiều khi em thấy em vô rừng mà giả sử em bị lạc đường ấy, cái không biết mình ăn cái gì thì sống được hết á. Tự nhiên em ngồi em nghĩ thì em bắt đầu em cảm thấy em ham muốn em muốn tìm hiểu về những cái loại thực vật đó, những cái độc chất gì trong đó để mình tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai đó là cái đam mê nghiên cứu của em luôn. Hôm nay em có đi với ai không? Em đi với các em đồng nghiệp ở công ty. Em đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi, chào em. Chào chị Quỳnh. Hồi nãy chị nói là anh Lý mê chơi, anh không mê chơi đâu chị. Ảnh là về công ty em thì ảnh rất giỏi. Ảnh là luôn kiêm luôn tất cả vị trí trong phòng nhân sự. Ảnh là người quản lý, thậm chí là ảnh còn sắp xếp công việc rất chu đáo. Nhìn ảnh khó tính vậy thôi, nhưng mà ảnh rất dễ tính. Thậm chí mà chửi vô mặt ảnh cũng cười nữa. Anh thấy hai người thế nào? Tính cách hai người? Hợp. Tại vì chị bên đây có chính kiến, anh Lý cũng rất có chính kiến. Nhưng mà chị phải giữ nha. Chị phải chửi vô mặt vậy đó. Ủa mà sao trong công ty nhiều bạn nữ vậy mà sao ảnh ế? Bởi vì nữ đẹp quá nên nó ế đó chị. À, vậy là ý nó anh xấu đó, phải không? Đàn gái nói xấu đàn trai quá nha. Chứ sao? Đàn trai người ta ngon lành lắm à. Rồi, cảm ơn bạn. Hôm nay mình có đi với ai theo mình không? Dạ, em có đi cùng với lại trưởng lớp của em và một số người đồng nghiệp cũng như bạn thân của em. Em chào chị Quỳnh Linh và anh. Anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. À, chào bạn. Em sao là... chị không qua đâu? Em là trưởng lớp của Quỳnh. Tính cách của Quỳnh rất là năng nổ, nhiệt tình và giúp đỡ những cái bạn đồng nghiệp trong cơ quan. Quỳnh rất là khéo tay, văn nghệ thì Quỳnh cũng tham gia rất là tốt. Rồi, cảm ơn hai. Rồi, cảm ơn bạn. Hai bên đàn trai đàn gái. Bây giờ mình kéo màn cho hai bạn gặp nhau. Gặp nhau là hát nha. Đến. Giấu tài nữa. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Em đang suy nghĩ gì? Thì dạ em đang nghĩ không biết anh thấy em thì anh thấy sao ạ? Anh nghĩ là ổn. Dạ ổn là ổn, nó có nhiều mức độ, nó là thấp thấp hay nó là trên trên ạ? Anh chưa định nghĩa được, nhưng mà tuy nhiên thì anh cảm thấy vui. Thứ nhất là em cùng quê. Má anh thì luôn luôn khuyến khích là lấy vợ cùng quê. Sở thích của anh thì trong thời gian rảnh thì anh hay làm gì ạ? Rảnh thì anh thường hay chơi với bạn bè, đi dạng đi bụi, đi phượt nếu dài ngày. Còn không nữa thì ở nhà, dọn nhà, nội trợ. Anh thích ở cuối tuần ở nhà tổng vệ sinh, sau đấy rồi đi siêu thị, rồi mua cái gì đấy, rồi về gọi một hội tới là bắt đầu lại ăn nhậu đập phá. Bình thường anh có hay chơi thể thao không ạ? Hồi đi học thì anh đội nào thì đội đấy thắng, nhưng mà bây giờ thì anh đội nào là đội đấy thua.
vào cái chuyện hẹn hò thế nào, nếu mà quen nhau hẹn hò thế nào. Bạn nữ hát bài trước đi. Em xin hát một đoạn ngắn ngắn coi như là món quà tặng anh nhân lần đầu gặp gỡ. Rồi. Tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những đam mê, ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời. Hơn dần rồi sẽ qua mau, ngày mai bước trên con đường anh dương bừng sáng phía chân trời xa. Thôi nói chuyện hẹn hò đi nào. Nếu như mà em tiếp tục học lên nữa thì anh có thông cảm cho em không? Cái điều đấy anh nghĩ là anh khuyến khích. Tại vì anh làm trong nghề này thì anh gặp cũng rất nhiều các bạn đi xin việc và cũng hiểu về cái trình độ học vấn và các bạn đi học như thế nào. Rồi, hết thời gian. Nãy hứa là đưa đi học rồi mà, lo gì nữa, hỏi chúng gì nữa. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, xem cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào, có chút rung động xao xuyến nào hay chưa. 1 2 Hết thời gian. Rồi, cảm ơn bạn. Như vậy là bạn nữ không bấm nút. Bạn có thể cho biết lý do? Có lẽ là em vẫn hơi run nên vẫn chưa được thuyết phục lắm. Em nghĩ là vẫn có thể là bạn bè. Và nếu như trong một thời gian nói chuyện với nhau hiểu rõ ràng hơn thì mình có thể sẽ bàn lại đề tài này sau đó. Được. Về gì cả. Chúc hai bạn sẽ tìm ra được một nửa yêu thương của mình. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Anh ơi, vậy mỗi tháng anh sẽ đưa cho vợ anh bao nhiêu tiền vậy? Đưa vợ cho hết lương. Có chắc không không? Chắc chắn luôn. Anh sống bây giờ là vì gia đình. Có thể trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta chưa làm cho đối phương yên tâm về mình. Thôi chấp nhận như vậy, bởi vì không phải cặp đôi nào cũng đồng ý hẹn hò đâu quý vị. Mình thở ra một cái. Hết sức là thiêng liêng chứ không phải lên đây muốn bấm là bấm, muốn không bấm là không bấm đâu. Chúng ta hy vọng là cặp đôi thứ hai sẽ đồng ý hẹn hò quý vị nhé. Nào, Hà Màng. Mời bạn nam. Rồi chứ bạn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường với tất cả các anh chị, các anh chàng đang ngồi trước hình quay. Chào bạn gái bên kia nha. Mời bạn nữ, bạn gái chưa có ra. Thôi, bây giờ bạn gái có mặt rồi đó. Bạn sẽ giới thiệu gì về mình cho bạn gái nghe đi. Vâng, chào bạn gái nha. Em là Dũng, năm nay 31 tuổi, quê Thái Bình. Đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty cung ứng răng sứ Diamond. Cung ứng gì? Dạ, răng sứ. Dạ, em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, ở với ai? Dạ, em ở với hai đứa em. Rồi, bạn nữ, em giới thiệu về mình. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em là Hải Âu, em mang trong mình hai dòng máu Hải Dương và Hà Giang. Hiện nay em đang sống tại quận 7 ạ. Em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 4 năm ạ. Em làm công việc gì? Em làm kế toán bán hàng, em bán trang trí nội thất ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình? Em là một người vui vẻ, dễ hòa đồng với mọi người. Vui đâu, nãy giờ không thấy cười hết trơn mà vui gì, thấy mặt là căng muốn chết. Bạn nữa lên như này run quá à. Vui lên, vui lên. Dạ, dễ run quá. Run quá, từ từ, bình tĩnh. Rồi, làm lại. Em dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh và có sở thích là hay tám chuyện à. Ủa, ưu điểm là hay tám chuyện là ưu điểm à hả? Cái đó ưu điểm à hả? Cứ cho xem là một ưu điểm ạ. Trời đất. Rồi vậy nhược điểm là cái gì? Em hay nóng tính, em cảm tính và em hay cá tính. Khi em nóng tính thì đôi khi em không có kiềm chế được bản thân. Em tức giận nên là em xả ngay à. Xả là sao? Đánh đấm người ta hay là chửi rủa người ta hay là... Không ạ. Em có thể là tranh luận qua tranh luận lại rồi xong thôi à. Không sao, mức độ đó còn chấp nhận được. Bạn nam, bạn cảm nhận như thế nào với lời giới thiệu của bạn nữ? Dạ, em thấy bạn ấy khả năng là người nóng tính, nghe giọng nói. Bạn nữ là người Hải Dương đúng không ạ? Đúng rồi. Hải Dương thì rất là có nhiều ấn tượng và có nhiều kỷ niệm với mình. Kỷ niệm gì? Dạ. Đừng có nói quen một cô Hải Dương nha. Dạ chắc vậy ạ. Vậy luôn á hả? Dạ mối tình yêu. Hỏi thăm nhau vài câu phải có nhiều khi đụng hàng á. Em ở Hải Dương ở đâu em? Em ở Thanh Miện anh ơi. Anh thì ở Thái Bình ở ngay huyện Quỳnh Phụ ấy, sang Thanh Miện chắc cũng gần thôi. Đi qua cái đoàn Ninh Giang ha. Dạ.
Vậy thì anh em mình cũng cách nhau chỉ khoảng độ hai mấy ba mươi cây thôi. Cũng gần mà. Dạ gần mà. Từng yêu ai ở Sài Gòn chưa em? À, cũng có một mối tình rồi anh ạ. Vậy là em chia tay bao lâu rồi ạ? Cũng được 2 năm rồi anh ơi. Rồi anh cũng vậy. Anh vào trong Sài Gòn cũng một mối tình và chia tay 2 năm rồi. Sao hai người giống nhau vậy trời? Vậy thì em đã có ý định lập gia đình chưa? Em cũng có ý định rồi anh ạ. Sự nghiệp anh cũng bây giờ cũng gọi là tạm thời ổn định. Nói chung là chỉ chưa có nhà cửa ở trong này thôi. Còn mọi thứ thì cũng bắt đầu vào đi vào ổn định. Thì anh cũng muốn lập gia đình rồi. Và nếu như tìm được một người hợp ý mà yêu thương nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân. Anh có khó tính không? Anh thì dễ tính lắm. Anh sống thì thoải mái. Anh đi cũng nhiều cho nên là anh cũng hiểu được rất là nhiều vùng miền. Tính của anh thì rất là hòa đồng, vui vẻ. Rồi còn đi học thì anh cũng tham gia mọi hoạt động phong trào của trường. Anh là mẫu người tiết kiệm hay là tiêu pha? Tính của anh hơi toán tính cho nên là cái chi tiêu của anh hàng ngày thường thường là nó hơi gọi là thoải mái sông sinh ấy. Sông sinh á? Và thôi hát tặng bạn gái một bài đi cho nó sơm tụ đi. Rồi em thì lại hơi kém về cái khoản hát. Kệ nó, hát đại đi, đọc thơ gì đó. Em hát là cả khán phòng cười luôn. Kệ nó, cười vui mà. Dạ. Vậy thôi em cũng hát vài câu thôi. Đời anh cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai vẫn chưa thành. Đời tôi cô đơn nên tôi đành đến đây. Tôi mong rằng chương trình hôm nay làm tôi hết cô đơn. Em chào chị Cát Tường xin chào. Cô đơn hả? Dạ. Cô đơn hoài yêu ai cũng cô đơn đó hả? Vâng. Thì thế mới đến chương trình nè. Em mốt yêu đừng hát nữa là hết cô đơn à? Dạ. Đó em đến chương trình này là hy vọng em không phải hát nữa. Nhưng mà hát vậy là vui rồi. Người ta dạ. Cười quá trời. Nó ủng hộ anh mà. Đó thì em nói rồi mà. Đúng rồi. Thôi bây giờ nè. Mình đã chuẩn bị gì để tới hôn nhân chưa? Nói chung là đám cưới như mọi người thôi. Cũng không để cho bạn gái phải xấu hổ. Với em nói thật là sau này em lấy vợ thì khả năng chắc chắn là em sẽ để vợ quản lý kinh tế. Đấy là điều chắc chắn. Đúng rồi, chứ mình xài hoang phí quá làm sao mà có dư được. Đúng rồi. Nhưng mà nãy em nói cái công việc cụ thể chị chưa rõ nghe. Dạ, công việc của em là làm bên kinh doanh, cung ứng về răng sứ. Có nghĩa răng giả, chị làm răng giả các nhà khoa thì bên em sẽ sản xuất ra. Mình không thích bạn gái ở cái điểm nào đi? Em thì thích con mẫu con gái truyền thống nhiều hơn. Em thì không thích bạn gái là ăn chơi đua đòi thôi. Với lại tóc tai lòe loẹt quá, sơn móng chân móng tay. Ví dụ như là bên xanh bên đỏ màu nọ màu kia. Bản thân mình có cái tật xấu nào hay khuyết điểm nào không? Tính em thì hơi lười giặt quần áo tí, phải mang máy giặt giặt. Bù lại được cái ưu điểm là em là biết nấu ăn. Chăm chỉ việc nhà. Lão mai mốt nấu ăn cho vợ là được đúng không? Đúng rồi, em rất thích nấu ăn. Mình chốt lại là tiền bạc có thể là vợ giữ được. Dạ. Nấu ăn cho vợ được đúng rồi, không? Đúng rồi. Có cái gì khó nói ở đây không? Tại sao như gì vậy mà là ế? Thực ra cái mối tình đầu của em là người Hải Dương ấy. Gia đình bạn ấy thì không đồng ý. Khi đấy thì cái công việc của em chưa ổn định. Em cũng còn ham chơi. Và bạn ấy cũng đi lấy chồng. Thì đấy là để lại cho em cũng rất là sâu sắc. Giờ mấy năm chưa? Sau em cũng quên rồi. Không, em thật sự em là quên rồi. Chắc bây giờ chắc chắn luôn. Và nếu như thật sự em quen bạn gái bây giờ thì em sẽ là yêu thương bạn gái bây giờ và chăm sóc bạn bây giờ. Mà, chứ không phải là sống vì quá khứ. Đúng, chính dạ. Xác, đồng ý. Được. Yeah. Trưởng phòng kinh doanh nói nghe cũng hay nha. Nói hay quá trời luôn á. Ví dụ như có người bạn gái không còn cái răng nào hết, có tài trợ trồng hết răng không? Dạ chắc chắn em làm hết luôn ạ. Có bạn gái nó anh ơi. Anh hôn tôi rồi, trồng mấy cái răng rồi. Được không? Miễn phí hoàn toàn. Và tôi coi thử rồi khám răng hả? Ôi chào em, trời ơi dễ thương quá. Còn nhiêu cái răng báo cho anh Linh biết kìa. Có hai cái. Nhớ chuẩn bị răng nha. Bạn không thích gì vậy người đàn ông? Em không thích những người đàn ông nó xạo anh ạ. Tào lao nữa. Em không thích những người đàn ông gia trưởng và vung tay quá chặt. Chết rồi, cái này khó. Không, nhưng mà được cái anh nói là nếu mà lấy vợ thì anh giao tiền cho vợ giữ là được rồi. Anh ơi, vậy mỗi tháng anh sẽ đưa cho vợ anh bao nhiêu tiền vậy? Đưa vợ cho hết lương. Có chắc không đó? Chắc chắn luôn, anh sống bây giờ là vì gia đình. Anh ơi, anh tuổi con gì anh? Anh Ất Xỉu, tuổi con trâu em. Có coi tuổi nữa hả? Hợp không? Hợp hợp chị ơi. Em muốn hình mẫu người đàn ông của em như thế nào? Chỉ cần cao hơn em ạ. Ngoại hình thì nhìn cũng phải ok. Tính tình thì thoải mái, vui vẻ hòa đồng với mọi người. Chắc được. Hôm nay em có đi với người thân nào không? Thì với em ai để đi với chị gái và chị rồi. Dâu. Rồi chị nói cảm nghĩ của chị như thế nào về con em chị thấy này. Anh bên này là được, cũng hợp với lại em gái của em. Tính cách rồi như là người này thì thấy là hợp rồi đó. Dạ. Còn ăn thua là tí nữa màn kéo lên hai người nhìn nhau có ấy không thì đó là việc của hai người thôi. Chị nói là kéo lên được, không được thì kéo xuống thôi. Anh trai em đi với ai?
À, em đi với lại sếp của em là cũng người cũng như là người anh hai của em ở trong này ạ. À, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và bạn Hải Âu. Tôi thấy là Dũng là một người cũng rất là rõ ràng, tính tình thì thoải mái, hoàn thành tốt những công việc. Chỉ có mỗi cái mà mỗi khi đi để tiếp khách ấy, thì tôi không hài lòng cái bởi vì là sếp thì uống rượu kém rồi, Linh cũng uống còn kém hơn sếp. Thế sếp thì được có 3 chai thì Linh thì là được khoảng độ 2 chai là bắt đầu là say trước rồi. Lúc nào thực ra thì Dũng nói thế nhưng cũng không phải là người hoang phí, cũng không phải là cái người mà chơi bời. Mà thực ra thì làm về cái vấn đề kinh doanh thì Dũng cũng xác định rõ hơn là về cái vấn đề chỗ nào cần phải chi tiêu và chỗ nào cần không. Chúc cho hai bạn có một sự khởi đầu tốt đẹp. Cảm ơn sếp. Là ổn rồi sếp ha. Dạ, cảm ơn. Bây giờ kéo màn lên đi, cho hai bạn gặp. Kéo màn. 2 phút thôi nha. Nhìn thật kỹ hỏi những còn gì cần hỏi nhất. Còn gì thắc mắc nên hỏi luôn nha em. 2 phút ngắn ngủi lắm nha, quyết định nha. Bắt đầu. Em chào anh. Em cảm ơn anh. Anh rất vui hôm nay được gặp em. Em hay về quê không? Em có anh ơi. À, anh thì Tết anh về. Hy vọng là Tết năm nay anh em mình cùng về ha. Anh ơi, nếu mà khi anh nhậu xong anh có nói nhiều không? Bao nhiêu cuộc nhậu chưa bao giờ anh biết say là gì. Bởi vì là anh không uống được và anh luôn biết cách từ chối. Nếu bạn gái nóng tính thì bạn trai làm gì? Em thì được cái em sống rất tình cảm và hòa nhã. Em thì luôn luôn biết cách làm dịu những người khác nếu người khác nóng tính. Ví dụ giờ bạn đang nóng tính thì em sẽ làm gì? Nói chung là anh sẽ không bao giờ cãi tay đôi lại với em mà không bao giờ nóng lại với em. Có chắc không đó? Chắc chắn. Em thích một chút gì đó lãng mạn. Cái đấy thì có thể tạo ra được cho em. Thì anh thích cứ cuối tuần hai đứa đi chợ nấu ăn là. Nhận xét về bạn trai, cảm xúc của mình. Em thấy anh ấy cũng có cái gì đó hay hay. Rồi, hết thời gian. Rồi, để tay nút bấm đi anh. Đấy. Suy nghĩ nhá, suy nghĩ thật kỹ, quyết định. Rất nhiều cặp đôi đã kết hôn với nhau thông qua cái bấm nút đó. Sẵn sàng. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Như vậy là chúng ta đã có duyên với nhau. Nào hãy nắm tay thật chặt. Cảm nhận thế nào hả em gái? Mình đi vẫn còn run anh ạ. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Em cảm ơn anh Kiền Linh. Chúc các bạn sẽ những không gian lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn, để yêu nhau hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các thương hiệu áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hy vọng chúng ta sẽ nắm tay đi về Thái Bình hoặc là Hải Dương ăn bánh đậu xanh nhé. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quỳnh Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Mà có một cái nhược điểm cũng ngang ngang với bạn đó, lười. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào bạn trai bên kia, chào tất cả các vị quý vị khán giả. Em tên là Phan Quỳnh Tị Nhàn, năm nay em 25 tuổi, đến từ Tây Ninh ạ. Công việc hiện tại đang là nhân viên xử lý dữ liệu ạ. Em tên gì em? Phan Quỳnh Tị Nhàn anh. Hả? Tỷ á. Tiền tỷ. Tỷ à? Đúng rồi ạ. Tên rất lạ ha. Em thì đang ở huyện Bình Chánh ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Bạn gái bên kia và toàn thể khán giả trường quay. Em tên là Trần Minh Hiếu, năm nay em 25 tuổi. Hiện quê em ở Bình Dương nhưng mà em làm việc là nhân viên kế toán một công ty có trụ sở tại Bình Thạnh. Rồi hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Mời em gái. Điểm mạnh của em hả là có khả năng nấu cơm 3 tầng. Hai. Rồi hai vậy em. Không khét chính đó. Cuối cùng là khét đó. Cuối là khét anh, tầng khét. Giữa là chính và tầng trên cùng là sống. Nay đâu có nấu bếp củi nữa đâu em. Nay là nồi cơm điện mà sao được 3 tầng em. Đó là khả năng đặc biệt của em đó anh. Lợi hại quá. Em nấu nồi cơm điện mà vẫn 3 tầng luôn hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Dạ khuyết điểm của em thứ nhất là lười. Nếu mà khả năng mà em có thể ngồi được là em không hề đứng luôn. Một cái nữa là ham ăn. Quán nào mà có ngon á là sẽ
Hay em? Là sẽ có mặt em. Dạ đúng rồi. Hoang mang quá nhỉ? Hoang mang quá. Rồi công việc nhà ai làm? Dạ, nhà của má làm. À, bạn trai. Em tịch luôn à em? Dạ. Bạn gái bên kia có biết làm gì ở nhà? Bạn có thể làm dọn dẹp mới cười kỳ cái gì không? Dạ mấy cái đó thì cũng biết anh. Nhưng mà có điều là không phải sợ tốn tiền, mua trang mới. Tức là dọn dẹp là bể luôn á hả? Dạ. Trời ơi, sao em đức tính toàn là giỏi không vậy ta? Nghe có hoang mang chút xíu nào anh trai? Dạ em hơi hoang mang anh ơi. Không, anh nghĩ nó chơi vui thôi. Chứ cô gái bên kia rất là vui nha, hài hước nữa. Anh nghĩ cái đó là cái thành tích khoe chơi thôi. Dạ. Không có, là... cái mặt cổ bên đây là y chang là nói thiệt luôn. Không có cái nào chơi hết trơn á anh à. Rồi muốn cứu mà cứu không nổi. Thiệt luôn á. Bạn trai ưu điểm, khuyết điểm gì em? Thì ưu điểm thì em có thể nói chuyện với bất cứ ai. Nói chung là vô lo vô nghĩ cho nên lơ lâu em cũng hơi vô tâm chút xíu. Trời đất ơi. Hay. Có hai bên nó kỳ lạ vậy. Có ưu điểm gì khá khá chút không? Không hút thuốc. Được. À, không uống rượu. Được. Không cờ bạc. Được. Biết nấu ăn. Được. Ủa, cái này được. À, em còn nữ. Em thích. Nhưng mà có một cái nhược điểm cũng ngang ngang với bạn đó. Lười. Rồi. Biết nấu ăn mà lười vậy, có nấu không? Nấu thì nấu nhưng mà yêu cầu bạn đó phải chuẩn bị cho em tất cả các thứ, em chỉ việc nấu thôi. Ở đây ta cũng lười, ta chỉ ngồi không là biến đứng đó. Nhưng mà nói là vậy chứ về nhà em cũng phải kèm bạn lá lại chứ. Đúng rồi. Đâu có để cho bạn đó lười được. Đúng rồi. Mình em lười được rồi. Hả? Thôi thôi, cặp này khó quá, bỏ qua đi, vô chuyện khác đi. Tình duyên. Dạ con cũng được trải qua được hai mối tình rồi chị. Vậy mà cũng có người yêu luôn á hả? Hay quá. Trước tình đầu là mối tình học sinh. À, mối tình mới đây sao chia tay? Tình đó là tình đơn phương chị. Thì là cái đó có đâu tính là mối tình đâu. Nhưng mà cũng là trái tim rung động được một lần. À, mà chắc ảnh biết, ảnh cũng sợ à. Bên kia có mấy mối tình? Bên đây em thì có 3 mối tình. Gần đây nhất thì em quen được 3 năm. Gia đình bạn đó có đạo, có nguyện vọng là con rể là phải đạo gốc. Em, bản thân em thì không có đạo gốc cho nên... Bạn gái bên kia có đạo không? Dạ. Dạ, em đạo cao đài ạ. Rồi có bắt bạn nhà trai theo đạo, theo đồ gì không? Hay là bình thường? Dạ, bình thường ạ. Mẫu người lý tưởng của em sao? Dạ, đẹp là được rồi chị. Sao là đẹp? Dạ, có anh đi Nguyên Linh đi. Vậy hả? Dạ, còn Nguyên Linh phiên bản trẻ nha chị. Mà đó giờ cũng mới lần đầu tiên tôi nghe người nó đẹp giống Nguyên Linh à. Rồi, cảm kia, ơn em nha. Bên kia có giống anh Nguyên Linh không? Đẹp trai hơn. Chị bên đó mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tóc nhà gài tở ngang vai trở xuống. Được. Cao trên 1m55. À, mũi cao. Đặc biệt là phải da trắng. Mấy cái mà em kể á là không đạt không sao, nhưng đặc biệt da và trắng. Da trắng để làm gì? Để ngắm hả? Dạ không có, tại da em đen quá rồi. Em mà em thì thích trắng. Em có tiền không? Em kiếm vợ trắng á, để có gì đời con em nó vớt lại. Trời ơi, tất nhiều gì nó cũng ra được cái màu cà phê sữa á. Kiểm tra có trắng không ha? Dạ. Trời ơi. Sao vậy anh? Trắng tươi. Trắng tươi. Chào em gái. Dạ em chào anh. À, chung nãy giờ hai bạn nói chuyện, ai cũng nói chuyện có duyên hết trơn á. Anh thấy về tính cách hai bạn cũng hợp nhau ha. Có những điều gì mà em không thích ở người đàn ông? Dạ đánh phụ nữ là em không thích thôi ạ. Bên đây không có đánh đâu, trừ khi em đánh lại thôi. Không có đánh đâu là hiền đúng không? Đúng rồi, em hiền như cục đất. Rồi, được rồi, dễ thương lắm. Bây giờ thích người mập hay ốm, cao hay thấp? Cao khoảng 1m6 trở lên. Mập cũng được, dễ ốm. Còn ốm thì đẹp, tướng đẹp. Quá dễ, cô này sao không được. Chuẩn à, bên đây sói ca nha. Không có được đâu mà. Nói thiệt là nãy giờ em nghe cô này nói rồi em thấy sao? Mới đầu thì em hơi hoang mang. Nhưng giờ? Mà giờ em thấy đỡ hơn. Sao vậy? Tại vì em thấy bạn đó quán nào mà cũng biết em lại thích người dẫn em đi ăn. Em là tính mê ăn giặt lắm. Đất ơi, rồi tiền đâu, kinh tế đâu, rồi mấy mốt còn phải nuôi con đồ nữa chứ. Đó chị ơi, mẹ cái đó đâu có nhiêu tiền chị. Rồi mình có phải làm dâu không em? Không chứ, em là dự định là ở lập nghiệp thành phố. À, chứ làm dâu là cũng khó lòng lắm á. Trời ơi, nhà ba mẹ em dễ lắm. Nói chung dễ chứ cũng không thể nào chịu nổi cô này đâu. Ừ, phải à. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Giận hờn vu vơ chị. Giận mà mình không biết cái lý do giận. Có cái gì phải nói ra cho biết. Đúng rồi, có gì nói thẳng ra. Còn giận là em để đó cho giận luôn. Đừng có giận dai chưa. Cặp này xứng đôi. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với hai chị và một em gái ạ. Rồi cho chị gặp chị của em đâu. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả.
Em là chị họ của Nhàn. Nói chung á, nãy giờ Nhàn chia sẻ thì thấy Nhàn thì không tính vậy đâu. Nhàn cũng vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát lắm. Nhưng mà không có lười đâu, nó cũng siêng lắm á. Chia sẻ nghe ghê quá ha. Dạ, nó chia sẻ bạn trai bên này thì chị thấy là hợp với em đó, với Nhàn. Hai đứa nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ha. Ta đi với ai? Dạ, em đi chung với em gái ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào mọi người. Chị ở bên đây xinh lắm. Chà, hợp với anh Hiếu á. Nhưng mà chắc là còn trẻ sau đó. Cho nên là thời gian mình tìm hiểu, thay đổi phù hợp nhau. Nói chung là cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Khen em đẹp á, nhưng mà điều còn phải thay đổi là chưa trưởng thành đó cưng. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Cảm ơn mày nhỏ mới tặng cho em. Rồi em cảm ơn. Đầu tiên rồi coi có trắng không. Em gặp anh rồi thì em thấy anh sao? Đẹp trai. Cảm ơn em. Coi có trắng không em? Dạ trắng. Ông nhìn sao mà dây mà ông nói trắng hay thiệt. Tối em hay gọi là đi ăn đồ các kiểu không? Dạ có à. Thì rảnh rỗi bạn bè thì cũng rủ nhau đi ăn. Ví dụ như mày muốn, ví dụ như mà em có bấm nút cho anh á, thì anh yêu cầu có một mình anh thôi, không cần bạn bè được không? Ok. Vấn đề đó thì thoải mái, em sẽ dẫn anh đi ăn những món ngon luôn. Nhưng mà vấn đề tiền anh trả. Trời ơi, cái đó chuyện nhỏ, anh dẫn đi mà lo cái gì. Ủa, tới đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện ăn. Tại vì em nghe nói là ăn không đúng không? Con đường dẫn đến trái tim phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bầu tử anh. Vậy đó hả? Dạ. Lấy nào về tiền bạc kinh tế trong nhà, ai quản lý? Đương nhiên là bạn nữ rồi. Ăn quá à, hết vốn à. Cái đó có người kèm hết chị ơi. Dừng cái tóm mà chị. Thế quan điểm về con cái, người nào thích con trai, người nào thích con gái, nói luôn đi các bạn. Em nói luôn đi. Em nói trước đi. Em thì thích con gái hơn. Ồ, anh cũng vậy. Anh cũng thích gái hơn. Trời ơi, búng tay nó mới ghê. Anh tặng cho em một bài hát ha. Bài Cô Bé Ơi của Huy Đức. Rồi. Cô bé ơi, anh nhớ em như ma lung nhớ đồng tiền đúng chưa, như nước đa nhớ cà chua, như môi em nhớ da ua ngọt ngào, cái nhớ nhảy qua mà hàng rào, chẳng thèm đăng ký em cứ nhào mà nhào vô anh. Xô ra anh thấy chẳng đành nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài, nhớ nhào chẳng biết để đâu, lỡ để trên đầu thì tóc nó che đi. Đê trồng tôi ao thì thấy cũng kỳ, lỡ đi mà rớt á, thì lấy gì mà chứng minh, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi. Dễ thương, rất là dễ thương. Trời luôn ơi, rất là dễ thương luôn. Phải là bấm bằng trái tim nha các bạn. Bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân nha các bạn. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Trời ơi. Trời ơi. Bấm gãy ghế người ta luôn vậy. Bấm mà... bấm ở đâu vậy? Anh diễn tả cái quyết liệt của cô gái cho em coi. Quyết liệt sao dữ vậy? Cô suy nghĩ thật kỹ, căng mặt khi đếm 2 rồi 3 Ủa? Mà nó không cháy lên tiền. Xí cho em hỏi cái, ủa nãy giờ cô cầm nè, không biết. Dạ là quà tặng hả? Sao nãy giờ không tặng? Bây giờ em mới tặng mới có ý nghĩa hả? À rồi tặng đi. Cuộc sống thì vốn dĩ không hoàn hảo, nên bút chì mới có cục gom. Em hy vọng anh sẽ là chì và em gom. Hoặc có thể là ngược lại, anh sẽ mời đáp khuyết điểm của em. Cảm ơn em ha. Rồi nhìn kỹ ảnh đi, rồi nắm tay nhau đi nè. Rồi hôn nhau đi hai bạn. Để im nè. Cặp này dễ thương nè. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Cảm ơn anh. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn đây là máy nước nóng với thương hiệu Senton.
một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Rồi, cũng được. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Cố gắng nha, tiến tới hôn nhân nha. Hát lên nhớ quá. Rồi ta một mình à, cũng được. Vui. Ta đã cảm giác được hạnh phúc đầu tiên của cặp đôi đầu tiên đã đến với họ. Và mong rằng họ sẽ sớm gửi thiệp cưới cho chúng tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Coi như là về tiêu chí ngoại hình là có điểm. Cỡ anh là vừa đó em. Vậy thì coi như là điểm điểm cộng cho cái ngoại hình của anh. Trời, tôi điểm cộng hết trời. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào các cô chú và các bạn ở dưới. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay 31 tuổi và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Công việc của em là em làm công nhân cho công ty sản xuất bao tay y tế. Và công việc chính là em bên kiểm hàng. Và ngoài công việc làm công ty ra thì em cũng có đam mê về ngành chăn nuôi. Vâng, em có chăn nuôi về heo. Heo hả? Dạ, vâng. Đã bây giờ hiện tại bây giờ thì em có khoảng gần 100 con. Cái gì dữ vậy? Wow dữ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào tất cả quý vị khán giả, chào hai MC và chào bạn nam. Em là Ngọc Ánh, hiện tại em của tuổi 30. Em sinh ra ở tỉnh Quảng Ninh, trong một cái tỉnh nhỏ gọi là thị xã Cẩm Phả. Thì thị xã của em nổi danh là về những phụ nữ đẹp, giống như là mẹ em. Hiện tại thì em có công việc là kế toán tổng hợp, bên cạnh đó thì em là huấn luyện viên yoga. Và đó là lý do vì sao em mặc bộ đồ này, nát nữa em cũng rất hy vọng có thể được biểu diễn yoga cho bạn nam. Là muốn biểu diễn cho bạn nam xem luôn đúng không? Đã, hay đúng quá. Rồi, mời chàng trai. Em hãy nói một chút xíu về cái khuyết điểm và ưu điểm của em. Trước tiên thì em nói về ưu điểm của em. Em là một người rất chi là thẳng thắn, năng động, muốn hòa đồng với mọi người thì dễ gần gũi. Nói chung là cũng biết chơi về thể dục thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, tập bơi. Ngoài những môn thể thao ra thì em cũng biết chơi những môn cờ tướng. Khuyết điểm em là gì? Khuyết điểm của em thì em ăn nhiều này, ngủ nhiều này. Nên là bây giờ người em hơi thừa ký, sợ ma, sợ rắn, sợ đĩa. Và sợ ma nữa hả? Vâng. Ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái là gì? Ưu điểm của em thì giọng nói của em là khá tốt. Ngoại hình thì thể thao. Thì một số người thì họ nhận xét em là em có nụ cười tương đối là đẹp. Nụ cười đẹp. Em trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì từ hồi em học sinh sinh viên. Thôi bỏ qua đi. Vâng, và mối tình gần nhất ở đây thì mấy năm? Cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Thì em cũng đi quê làm và quen được một bạn gái cùng quê. Hai người cùng quen nhau khoảng gần 1 năm. Bạn gái về đi làm xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Sau này khoảng 4 năm sau thì bạn gái quay về thì mình đã nhận tin là bạn gái đã lập gia đình. Thôi chúc mừng cho người ta đi em ha. Vâng. Bây giờ mình đang lo chuyện mình đây. Bạn gái bên kia? Từ trước đến nay là em quan niệm là không có bạn trai. Rồi em muốn đi làm, em muốn kiếm tiền để cho ba mẹ em yên tâm về em. Rồi bây giờ tại sao em lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em đã thay đổi cái suy nghĩ đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mấy một phần nữa là em cũng muốn học một cách yêu một người khác nữa, để cho cái cuộc sống của mình nó phong phú thêm. Dạ. Em đã có vẽ ra cho mình một cái người mẫu lý tưởng như thế nào chưa? Người mẫu lý tưởng của em trước hết là về ngoại hình là phải men, nhìn phải trẻ trung. Cái thứ hai là về tính cách thì là phải chu đáo, đầu đội trời, chân đạp đất. Có nghĩa là giống như là anh ấy phải là người dám làm và dám chịu. Cái thứ ba nữa là về tài chính thì anh ấy phải độc lập về tài chính. Nãy giờ em nghe em trai bên đây nói chuyện thì em thấy cảm giác đáp ứng được bao nhiêu cái điều kiện của em đưa ra, bao nhiêu phần trăm? Anh ấy nói là ảnh mập, em không mường tượng được là ảnh mập như thế nào. Làm em giờ cũng hơi hoang mang. Nên coi như là về tiêu chí ngoại hình là có điểm. Cỡ anh là vừa đó em. Em tưởng tượng đi. Ừ. Vậy thì coi như là điểm cộng cho cái ngoại hình của anh. Trời, tôi điểm cộng hết trời.
đỡ định quá nói, định nói điểm trừ nghe chuyển qua anh Linh dạ, đúng rồi. Chuyển qua điểm cộng. Em đang tính nói điểm trừ mà thấy anh Linh nói là giống anh Linh thì điểm cộng. Thôi cảm ơn em nha. Dạ. Anh quay qua cảm ơn em bởi vì dạ. em đã cộng điểm cho anh. Dạ, em chào anh. Cũng hơi mập đó. Dạ. Ha, anh bên đây á, thực chất là anh chất phát lắm, mặt rất đôn hậu. Ờ, trong thời buổi này mà có một chàng trai tự nuôi 100 con heo là biết ảnh chăm chỉ đến mức nào rồi, mặc dù cũng có công việc rất là ổn định á. Em không thích cái điều gì ở người đàn ông? À, em là vô cùng là ghét hút thuốc. Hút thuốc? Dạ, cực kỳ có ghét hút thuốc em. Luôn. Vâng, thuốc thì em không hút. Ờ, mừng quá. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là mẫu người bạn gái của mình là như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi. Em muốn tìm một gái nói chung là ngoại hình thì nói chung là cũng ưa nhìn, nói chung ăn mặc thì gọn gàng, về tính cách phải biết hòa đồng với mọi người, quan tâm mọi người, về công việc thì không quan trọng. Em cũng có công việc mà hơi bận nên là chưa có thời gian để tập yoga, nói chung bạn gái mình kia dạy. Chuẩn, không có mập lắm đâu. Bình thường, vậy là điểm cộng đúng rồi đó. Bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà hai người hợp nhau thì em sẽ tính đầu năm hoặc là sang cuối năm, nói chung là hợp nhau thì mình tính càng sớm càng tốt. Tính sớm đi em, giá heo đang lên đó em. Dạ, ok. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái, chẳng hạn như người bạn gái ích kỷ nè, không tin tưởng vào ví dụ như tình yêu như bạn trai của mình nè. Nhưng mà em, bản thân em thì có chung thủy không? Vâng, bản thân em thì nói chung em nghĩ em cũng là một người rất chi là chung thủy. Tốt, vậy là được okay. Rồi ha. Quan trọng là mình tìm được người đàn ông chung thủy. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay em gái đi với ai? Hôm nay thì cũng rất là vô cùng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến để cổ vũ tinh thần cho em. Thì ngắn chừng cũng khoảng 2 dãy ghế đầu. Hai dãy ghế đầu? Dạ, khoảng 12 nhà. Nhà gái rất là hùng hậu ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vậy em muốn nghe ý kiến của ai nè? Em tin tưởng vào cái sự đánh giá và nhận xét về cách nhìn nhận con người của ba em. Nên ba em. Cho em xin nghe ý kiến của ba em trước. Dạ, rồi. Dạ, chào chú ạ. À. Tôi thì là ba của cháu Ánh. Bác thấy là có nhiều cái điểm rất là tương đồng với này em Ánh. Theo bác thì hai con sẽ cho nhau cơ hội để có cái thời gian tìm hiểu thêm. Nếu như mà tìm hiểu thêm mà các cháu tâm đầu ý hợp ấy, mà thuận buồm xuôi gió thì đi đến hôn nhân, gia đình thì bác cũng rất là mừng và bác ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn bác ạ. Bạn trai hôm nay mình đi với ai? Bạn hôm nay... Bên em cũng đi rất chi là đông người, và đi với ba dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em mời dì ạ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Cháu Dũng nhà tôi thì ăn nhiều, ngủ nhiều mà làm cũng nhiều. Tôi thấy cháu gái bên đây thì tôi thấy cháu cũng hiền, ăn mặc cũng lịch sự. Mà tôi cũng thấy đồng ý. Tôi chỉ mong hai cháu bấm nút hẹn hò và nắm chặt tay thì đi đến bến bờ hạnh phúc. Càng nhanh càng tốt, cháu Dũng nhiều tuổi rồi. Dạ, vâng. Dạ nhiều tuổi rồi. Càng nhanh càng tốt có gì ha. Rồi, bây giờ thì hai bạn có thời gian để mở rào ra, cùng nói chuyện với nhau nha, trao đổi với nhau. Mở rào. Rồi. Đó. Vâng, đầu tiên anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Và anh có món quà đặc biệt hơn nữa. Là hôm nay anh có mang đến chương trình một món quà đặc biệt. Em để hoa xuống đây. Tặng cái gì? Đây vậy? Đây chị Hoa, cái hoa chị cầm giùm cho. Vâng. Rồi. Cái gì vậy? Vâng, hôm nay là một món quà rất đặc biệt, chỉ là nói chung là em sẽ tặng bạn gái một chú heo khuôn rất dễ thương. Hả? Rồi. Heo là heo con hay cười. Vâng. Hay đây. Chú heo khuôn này. Đảo quá vậy? Vâng, chú heo khuôn này là tự tay anh nuôi ra được và anh muốn sao nãy giờ hai anh em mình cùng nuôi chú heo khuôn này từ một chú heo khuôn và trở thành một chú heo lớn và mình nên ra nhiều chú heo nữa. Cảm ơn em bỏ nãy giờ vậy. Cảm ơn anh. Ôi, dễ thương quá. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn tấm lòng của anh. Nằm kia nó ấm đi em, để anh giữ cho. Cưng quá. Để đây cho không để ngoài nó mới lạnh. Em có một món quà gửi cho anh. Trời, tôi nghĩ là sen đá. Ra là em cũng hy vọng mình giống như cái bông hoa này, có nghĩa là mạnh mẽ như sỏi và tâm hồn thì như là sen, và trong sỏi đá sen vẫn vươn mình lên. Em hy vọng em hướng tới con người như vậy, nhìn nó anh có thể nghĩ tới em. Rồi anh cũng nghĩ thế như vậy. Anh cảm ơn em. Thì em muốn thể hiện cái đam mê và cái sở thích của mình là yoga để em thể hiện cho anh thấy. Rồi ok. Namaste.
Namaste. Xin chào mọi người. Hay lắm. Cảm ơn em. Dạ. Em có nhận xét gì về anh khi mà anh em gặp nhau? Rất là ngưỡng mộ anh. Một mình mà thực ra em cũng có nuôi chó và nuôi mèo. Em không nghĩ đến là cái việc mà nuôi heo nó vất vả như thế nào. Em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Thực ra ngoại hình của anh lúc đầu nghe anh Quyền nói mập thì em cũng mường tượng là nó mập lắm. Nhưng mà cũng thực sự là không đến nỗi. Ví dụ như công việc của em bận như vậy thì em thường rảnh vào rỗi vào những ngày nào và giờ nào? À, nếu mà giờ thì chắc là chỉ có cuối tuần thôi, chủ nhật hoặc là chiều thứ bảy. Chúng ta em hẹn hò thế nào? Mong muốn tìm một người có thể ủng hộ cho những cái sở thích của em. Và thường là em hay thất bại một cái điều gì đó thì em hay khóc. Và lúc đó là hy vọng cái lửa còn lại của mình họ sẽ ủng hộ mình. Và anh cũng hy vọng anh là bờ vai cho em, tựa vào những lúc em mệt mỏi bản. Anh suy nghĩ trong anh hồi chưa gặp em là nói chung là không được 90%. Cảm thấy em là ok rồi với lại mục tiêu của anh rồi. Mới anh cũng muốn là anh em mình cho nhau một cơ hội. Được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em trả lời anh luôn ha. Vì yêu anh em đã đến đây, trao tặng anh những yêu thương lòng say. Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em. Dù rằng đôi chân em vượt gió mây, chính đôi tay anh vẫn giữ tròn vẹn hơi ấm. Sẽ mãi chỉ chào cho riêng anh mà thôi. Yeah. Rồi. Quá dễ thương. Bây giờ để tay vào nút bấm. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Chúng ta bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Yêu thì bấm, rung động thì bấm, không rung động không bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ô. Bây giờ thì đã bấm rồi. Hai bạn hãy nắm tay nhau đi nè. Một cô gái chưa có một mối tình chính thức nào, em có thể xin phép gia đình của bạn ấy để hôn bạn gái mình một cái. Vâng, cháu xin phép bác và cả hôn em ạ. Cháu rất luôn hồi hộp ạ. Bác cho phép ạ. Đó, cho phép rồi đó. Nào. Thấy sao? Đã thấy luôn ạ. Thấy luôn đúng không? Hồi hộp rồi. Nào, chúc các bạn hạnh phúc. Và chúng tôi gửi cho các bạn những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Vâng ạ. Xin gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton và một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Cố gắng nha. Rồi cảm ơn các bạn đây. Nào, hãy đưa chú heo vào chuồng luôn nha. Quý vị hãy theo dõi chương trình vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 trên truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đàn ông chững chạc ạ, có chí tiến thủ, có sự nghiệp và kinh tế ổn định một chút xíu ạ.
em rất là ghét đàn ông chi ly tính toán nhỏ nhặt đấy ạ. Dạ. Anh không chi ly đâu. Mỗi người gái em thì cũng không yêu cầu cao đâu. Chỉ cần cao 1.5m trở lên được rồi ạ. Ví dụ mà cao 1.4m được không anh? Được luôn. Ưu điểm của em là không nhậu nhẹt, không thuốc lá, không cờ bạc. Rồi em thì biết nấu ăn và tất cả những việc của phụ nữ em biết làm. Em là một người sống tình cảm cho nên là em rất là dễ bị xúc động, dễ khóc. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.